Đi cái chiến trường mới cay vẽ lộn toàn mấy thằng team up với nhau.
À, Bill với quốc sư đang đi cái kia hả? Rồi mày mày đi xong cái đó đừng vô nữa nha, lấy cây xong rồi làm.
Bữa thấy thằng Trung Quốc nó đánh một truyền đường môn á, nó chơi tàng hình xong rồi nó chơi cái gì biến lại mà người ta choáng á. Trung Quốc cái nó ném bộ boomerang vô mặt cái ăn nguyên combo chết luôn. Rồi anh Long ơi, có on không anh? Có. Alo. Gì vậy anh?